Hôm 24 tháng 11, tại cuộc họp hội đồng thành viên Real, Chủ tịch Perez chỉ trích ban tổ chức giải Quả Bóng Vàng về việc tăng số điểm tối đa trong mỗi phiếu bầu từ 6 lên 15. Ông cũng cho rằng, việc cho một số nhà báo kém danh tiếng, hoặc đến từ quốc gia có ít hơn 1 triệu dân được tham gia bỏ phiếu là không hợp lý. Chủ tịch Real lấy ví dụ về việc hai nhà báo đến từ Namibia và Phần Lan không cho Vinicius điểm nào, và hai nhà báo đến từ Uganda và Albania chỉ cho 3 điểm. Một ngày sau phát biểu của Perez, nhà báo Siphene Nicodemus của Namibia đáp trả, có lẽ đây là lời nói của một người đang thất vọng. Ông Perez cảm thấy rằng đất nước tôi và các quốc gia khác không có quyền bỏ phiếu vì chúng tôi là những người thấp kém. Vậy nếu tôi đến từ các quốc gia bóng đá lớn và không đồng ý với ý kiến của Perez, lập luận của ông sẽ là gì? Quả Bóng Vàng 2024 do tạp chí France Football và Liên đoàn Bóng đá châu Âu UEFA đồng tổ chức. Người bỏ phiếu là 100 nhà báo đến từ 100 quốc gia dẫn đầu bảng tổng sắp FIFA. Trừ đại diện của Syria, 99 nhà báo còn lại đều bỏ phiếu. Mỗi người chọn 10 cầu thủ từ danh sách 30 ứng cử viên do ban tổ chức đề cử. Các cầu thủ xếp từ 1 xuống 10 trong mỗi phiếu bầu sẽ nhận được số điểm lần lượt là 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Vinicius, tiền đạo của Real, không nhận được điểm nào từ ba nhà báo của Namibia, Phần Lan và El Salvador. Nhưng, Rodri, tiền vệ của Manchester City, thậm chí bị năm nhà báo của Bahrain, Bolivia, Colombia, Panama và UAE phớt lờ. 49 nhà báo bầu Rodri vào vị trí số 1, nhiều hơn hẳn so với 35 nhà báo ủng hộ tiền đạo người Brazil. Chung cuộc, Rodri giành chiến thắng với 1.170 điểm, còn Vinicius về thứ hai với 1.129 điểm. Trước lễ trao giải hôm 28 tháng 10, khi nhận được tin Vinicius chỉ về thứ hai, Chủ tịch Perez lập tức hủy chuyến đi của phái đoàn khoảng 50 người tới Paris. Việc này cũng khiến Real, Carlo Ancelotti và Kylian Mbappé không thể trực tiếp nhận giải câu lạc bộ hay nhất năm, huấn luyện viên hay nhất năm và tiền đạo ghi bàn nhiều nhất năm, nhận cùng Harry Kane. Sau khi phiếu bầu của từng nhà báo được công bố, nhiều thành viên mạng xã hội chỉ trích nhà báo của Phần Lan. Sau đó, người này tuyên bố không tham gia bầu Quả Bóng Vàng từ năm sau. Mùa vừa qua, Rodri giành ngoại hạng Anh thứ tư liên tiếp với Manchester City, Euro với tuyển Tây Ban Nha và danh hiệu cầu thủ hay nhất Euro. Vinicius giành Champions League, La Liga với Real, danh hiệu cầu thủ hay nhất Champions League, nhưng chỉ vào tứ kết Copa America với tuyển Brazil. Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez, chỉ trích quy trình bầu chọn Quả Bóng Vàng 2024, cho rằng việc tăng điểm tối đa và cho phép nhà báo từ các quốc gia nhỏ tham gia bỏ phiếu là không công bằng, dẫn đến Vinicius Jr. không giành giải. Nhà báo Namibia đáp trả lập luận của Perez. Rodri của Manchester City đã giành chiến thắng sát sao trước Vinicius. Sự việc gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội, thậm chí một nhà báo Phần Lan tuyên bố rút khỏi cuộc bầu chọn năm sau. Việc Vinicius không thắng giải khiến chủ tịch Perez hủy chuyến đi tới lễ trao giải, khiến Real Madrid mất cơ hội nhận các giải thưởng khác.